Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên với các bác một em họa mi thuần sách lồng vẫn hot các bác nhá. Em này thì bao cho anh em đấu đá thoải mái vô tư luôn anh em nhá. Chơi dàn vô tư anh em ạ. Đấy, bóng bộ rất là đẹp luôn, dáng rất ok. Có một điều đó là cái lông người nó hơi sơ sơ một tí thôi anh em ạ. Không ảnh hưởng gì chất lượng các bác nhá. Em này chân vàng mỏ vàng thuần đét luôn. Hot thì không phải nghĩ rồi anh em ơi. Ai đầu mặt rất là ghê luôn anh em nhé con chim này. Chân đây anh em ơi. Có điều đó là cái con chim này hôm qua em đi tận lên bản em bắt thì người ta nuôi nó hơi kém anh em nhé, nhưng mà nó rất là tốt luôn, tố chất cực kỳ là ok. Anh em có thể mang về anh em gột rũa và chăm sóc thêm thôi nhá, chắc chắn là một con chim rất là đẹp anh em ạ. Hót cao cầu đẹp. Đảm bảo với anh em đấu rất là tốt luôn anh em nhá. Hôm qua em xách đi cả chợ đấu không sợ con nào hết anh em ạ. Đi rất là ưng luôn anh em ạ. Mua được cái lồng này phải tầm 10 năm rồi anh em nhé, 10 năm rồi. Về sướng quá, nhốt chim vào đây cho đi chơi luôn anh em ạ. Quay clip luôn anh em ơi. Anh em nhìn cái chất chè nó đỏ au luôn. Cái này em còn chưa có thời gian để đánh rửa lại sập phòng cái kiểu cho nó đẹp đấy. Về từ hôm qua đến nay em chưa cho tắm luôn anh em ạ. Lát nữa mới cho chim đi tắm đấy. Chân nó còn bật nguyên này. Đuôi lá vả rất là đẹp các bác nhá. nhá. Anh em nào bầu kết em Họa Mi này thì alo cho em nhá. Anh em yên tâm đi, chim chơi rất là tốt luôn. Đấy, bây giờ em sẽ xuống cho chim nó tắm rửa đây anh em ạ. Đó, bẩn quá. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Anh em nào bầu kết em Họa Mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Xin chào tất cả anh em.